8 sai lầm cơ bản khi dùng bếp từ. Bếp từ là dòng bếp hiện đại, tiết kiệm và đang được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn. Tuy nhiên, muốn sử dụng an toàn cần tránh những sai lầm sau: bật bếp quá lâu và liên tục, nhiệt độ làm nóng trên bếp điện rất cao so với bếp ga, rất dễ gây quá tải và giảm tuổi thọ của bếp, nứt mặt bếp cũng như hỏng hóc dụng cụ nấu nướng nếu dùng liên tục ở nhiệt độ cao. Sau khi nấu xong một món ăn, bạn nên tắt bếp, nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục nấu món khác. Che kín luồng khí lưu thông khiến ẩm mốc dễ chập mạch điện. Bếp điện từ có thiết kế tương đối gọn gàng nên nhiều người thường vận dụng tối đa khoảng trống trên kệ bếp để sắp xếp đồ đạc và vô tình che mất luồng khí lưu thông tản nhiệt cho bếp, dẫn đến tình trạng quá nhiệt khiến các hơi ẩm mốc trong quá trình nấu đọng lại bên trong bếp, lâu ngày có thể dẫn đến chập mạch, hỏng hóc. Công suất không tương thích với điện áp gia đình sử dụng. Công suất tiêu thụ điện của bếp từ thường ở mức 1.800 đến 2.200 W. Nếu đường dây điện trong gia đình bạn quá nhỏ, chỉ chịu được áp lực điện ở mức vừa phải, hoặc bạn dùng một bảng điện để cắm chung các thiết bị như bếp từ, nồi cơm điện, tủ lạnh, thì tình trạng chập cháy đường dây dẫn đến hỏa hoạn là rất dễ xảy ra. Tốt nhất, trước khi mua bếp, bạn nên kiểm tra xem công suất của thiết bị này có phù hợp với điện áp của gia đình hay không trong quá trình sử dụng. Nếu thấy nguồn điện chập chờn, hãy tắt ngay bếp từ để tránh chập điện ảnh hưởng tới các thiết bị khác trong nhà. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới các vụ cháy nổ bếp từ mà nhiều người chủ quan không để ý. Đặt bếp từ gần các thiết bị điện tử khác. Bếp từ sử dụng bức xạ sóng điện từ để làm nóng thức ăn. Tuy nhiên, các bức xạ sóng điện từ này có cường độ rất thấp nên hầu như không ảnh hưởng đến sức khỏe của con người mà chỉ đủ để gây nhiễu một số thiết bị điện tử gần đó. Vì thế không nên đặt bếp từ gần các thiết bị điện tử khác như TV, đầu đĩa, laptop. Không vệ sinh bếp thường xuyên. So với bếp ga, các loại bếp điện từ có thiết kế nhỏ gọn và dễ vệ sinh hơn. Tuy nhiên, như vậy vô tình lại làm nhiều người ít có thói quen lau chùi, bảo dưỡng một cách cẩn thận. Ngoài ra, mặt bếp nếu ẩm ướt và không sạch dầu mỡ, rất dễ bị rạn nứt nếu hoạt động ở nhiệt độ cao. Để bếp từ lúc nào cũng sáng bóng lại bền, bạn nên làm ẩm vùng có dầu mỡ, thức ăn rồi dùng khăn mềm lau sạch. Tuyệt đối không dùng các dụng cụ sắc nhọn như bàn chải, giấy nhám vì có thể làm hỏng bề mặt bếp. Rút nguồn điện ngay sau khi vừa nấu xong. Khi vừa nấu xong, chúng ta thường ngắt điện ngay lập tức vì muốn tiết kiệm điện. Thế nhưng điều này sẽ làm cho quá trình làm mát của bếp chậm lại. Do quạt tản nhiệt không hoạt động nữa, bếp sẽ nhanh hỏng. Do vậy, hãy đợi cho đến khi quạt tản nhiệt dừng chạy rồi mới rút nguồn điện để đảm bảo bếp dùng được bền hơn. Sử dụng thất thường. Nếu không sử dụng bếp từ thường xuyên, nhất là trong điều kiện thời tiết ẩm nồm như ở nước ta, thì bếp từ rất dễ bị hơi ẩm xâm nhập, có thể gây chập các bản mạch của thiết bị. Do đó, nên sử dụng bếp từ đều đặn để tuổi thọ của bếp được bền lâu. Dùng hơn một ngón tay để nhấn nút điều khiển. Điều cần chú ý khi sử dụng bếp điện từ chính là sử dụng ngón tay để điều khiển các nút cảm ứng trên mặt bếp. Theo đó, chỉ nên sử dụng một ngón tay để bấm thay vì dùng hai ngón. Cần bấm lần lượt từng chế độ. Nếu dùng hai ngón tay trở lên để bấm, nguy cơ lướt hay chạm phải 2-3 nút cảm ứng cùng một lúc sẽ khiến bếp trở nên bị lỗi.